chào quý khán giả cùng quý nhà đồng thân mến. Hôm nay ngày lễ tình nhân, chúc cho đôi lứa được gần bên nhau. Bà con thân mến, ở mùa Valentine kỳ trước thì anh em ban biên tập đã thực hiện một video clip về tình yêu giữa những loài thiên địch dành cho cây lúa và được rất nhiều quý anh chú chúng ta ủng hộ. Vâng, vậy thì năm nay chúng ta sẽ làm gì cho mới mẻ? Ở phần đầu chương trình thì Tú Liêm xin kính mời quý anh chú chúng ta cùng điểm qua những cặp đôi dịch hại đã và đang gắn bó tồn tại với nhau trên đồng ruộng và chắc chắn là sẽ mang đến những giây phút thú vị cho bà con mình. Cho bây giờ Trọng Hiếu kính mời quý khán giả, quý nhà nông hãy cùng với Trọng Hiếu và Tú Liêm xem đoạn phóng sự ngay sau đây nha. Người ta thường nói yêu là chết trong lòng một ít, nhưng với cặp đôi dịch hại sắp được đề cập sau đây thì chúng lại có quan niệm rất lạ đời, yêu là chết rụ đồng một đám. Vâng, không ai khác chính là bộ đôi đào ôn kết hợp vi khuẩn. Thời điểm hai đối tượng này đến với nhau thường là những đêm dài lạnh giá, sáng có sương mù dâng lối mộng, vẽ nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Ấy vậy mà người người nhà nhà đều chống đối và bài xích sự kết đôi của chúng. Chuyện yêu của bộ đôi này thì khơi nguồn từ anh chàng đào ôn. Gã ta chọn không gian là ruộng lúa đang độ xuân thì rồi tấn công, tiết ra độc chất làm hủy hoại phần rễ. Từ đó xôi đường dẫn lối cho e vi khuẩn Equina chui vào bộ nhiễm. Sự phối hợp ăn ý của chúng dẫn đến kết quả là những thảm lúa bị chết rụi hàng loạt, ruộng thiếu chồi, trổ thiếu bông, nhà nông thiếu năng suất. Có một điểm lạ khiến người ta phải luôn nhớ về cặp đôi này. Cụ thể là khi yêu đương hẹn hò, chúng thường mang hình hài xấu xí đến gặp đối phương như mặt mày sụp sệ, mình mẩy hôi thối, chẳng hề có ý thức trau chuốt sửa soạn cho đẹp thân thò gì hết. Bà con thân mến, rất hiếm khi mà chúng ta có một cái dịp Valentine để nói về các cặp đôi. Và nói về các cặp đôi mà dịch hại đồng hành trên cái ruộng lúa thì đột nhiên là Tú Liêm lại nhớ đến cái cặp đó, chính là đậu ôn và vi khuẩn kè thối gốc. Và tại sao lại như vậy? Thì đậu ôn nó sẽ tấn công lên cái lá lúa mình, tiết ra những cái độc chất làm tổn hại lá lúa và cả phần rễ lúa luôn. Và từ đó thì nó sẽ mở đường cho cái đối tượng là vi khuẩn Equina tấn công lên cái phần rễ lúa ngay thối gốc. Và thực sự là hai cái đối tượng này nó rất là phối hợp ăn ý với nhau. Khi mà một đối tượng thì tấn công trên lá, trên thân, và một đối tượng thì tấn công ở dưới phần rễ lúa, là coi như là chúng ta đã hư hại luôn cả cây lúa. Và một số ruộng thì nó bị tấn công nặng là khiến là sụp mặt, là coi như là bà con mình sẽ thiệt hại năng suất rất là nhiều. Và để mà quản lý đối tượng này thì chúng ta sẽ chọn những cái thời điểm như thế nào? Chính là những cái thời điểm mà đêm lạnh nè, ngày nắng, sáng có mùa sương. Bà con mình thấy là khi mà ra ngoài đường ở cái thời điểm này thì mình thấy là sương mù dày đặc luôn. Và trên mặt ruộng thì bà con mình thấy rồi, tầng tầng lớp lớp cái sương mù vào buổi sáng sớm. Thì nó sẽ gây, nó là cái điều kiện thích hợp cho đậu ôn vi khuẩn tấn công lên ruộng lúa của mình. Và thiết nghĩ thì để quản lý cái cặp đôi là đậu ôn và vi khuẩn thì chúng ta cũng cần phải có một cái cặp đôi khác. Và Tú Liêm cũng xin khuyến cáo bà con mình đó là sử dụng cái bộ đôi giải pháp vàng đến từ công ty Phát Nông với hai chế phẩm là Full Size và Rain Super, chắc chắn là sẽ quản lý triệt để cái đối tượng đậu ôn và vi khuẩn trên ruộng lúa mình. Tạm gác chuyện yêu của đậu ôn vi khuẩn qua một bên, em cháu xin kể cho quý anh chú nghe một câu chuyện về cặp đôi giàu nghèo, tình cảm mới chớm nở trong vài vụ lúa gần đây. Đó chính là sự kết hợp của rầy phấn trắng và bệ đốm nâu. Đốm nâu trước đây được người ta gọi là cô gái nghèo, thường bẽn lẽn qua những góc ruộng cằn cỗi, bạc màu. Nhớ ngày phân bón ra đời và phát triển rộng khắp, cây lúa luôn trong tình trạng khỏe sung, thì cô nàng đốm nâu từ đó cũng im hơi lặng tiếng. Đến khi anh chàng rầy phấn trắng di cư từ các rẫy rau màu xuống ruộng lúa, thì nàng đốm nâu liền có đất diễn, nên trỗi dậy một cách đại trà. Và thế là chúng trở thành cặp đôi thường trực trên các ruộng lúa trổ chính hiện nay. Trong cách gây hại ruộng lúa thì lũ rầy phấn thường chủ động trước, chúng chính hút làm cây lúa suy kiệt, tạo điều kiện cho nấm bệ đốm nâu phát triển liền sau. Khác với đậu ôn vi khuẩn, bộ đôi rầy phấn đốm nâu đầu tư hình ảnh rất kỹ khi xuất hiện với những gam màu đặc trưng như màu trắng tinh tươm, màu đỏ nâu huyết dụ, màu vàng úa của lá lúa và màu mặt tái của nhà nông khi phải đối mặt với chúng. Chuyện tình cảm của đốm nâu rầy phấn mặc dù không ai ủng hộ nhưng chúng vẫn cứng đầu cố chấp duy trì mối quan hệ. Nhất là bọn rầy phấn, chúng sẵn sàng vênh mặt thách thức nhà nông do có lớp bảo vệ đặc biệt chống thấm nước. Từ đó chúng nhẫn nhơ gây hại và hạnh phúc bên cô nàng đốm nâu trên ruộng lúa của bà con mình. Kính thưa quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến, bà con thân mến, thì hồi trước tới giờ bà con mình thấy là cái cặp đôi đậu ôn và vi khuẩn nó luôn luôn đi chung với nhau. Tuy nhiên thì trong cái mùa Valentine năm nay thì Trọng Hiếu muốn nhắc nhớ đến bà con chúng ta một cái cặp đôi cũng không kém phần quan trọng, đó chính là rầy phấn trắng và bệnh đốm nâu ở trên ruộng lúa của bà con mình. Và thực tế thì bà con mình thấy là hai cái đối tượng này gây hại rất nặng trên những trà lúa ST24 nè, ST25
khi mà rầy phấn trắng đã tấn công gây hại sơ sát rồi thì đối tượng bệnh đốm nâu sẽ xuất hiện nhiều ở trên cái bề mặt lá của ruộng lúa của quý bà con mình. Bà con thân mến, thì hai cái cặp đôi này thì được ví như là một người nam và một người con gái. Một người nam giàu và một người con gái nghèo, đại diện cho là rầy phấn trắng thì tấn công trên cái ruộng lúa của bà con mình trong cái lúc mà cây lúa mình tràn trề sinh lực nè. Khi mà cây lúa có nhiều dinh dưỡng, có nhiều lá ủ, và đến khi mà cây lúa đã bị rầy phấn trắng tấn công sơ sát rồi thì đối tượng đốm nâu lại xuất hiện nhiều và gây ảnh hưởng rất nặng trên cái ruộng lúa của cái bà con mình. Và bà con ơi, thì để mà chúng ta có thể quản lý tốt hai cái đối tượng này thì trước tiên bà con mình sẽ phải bắt đầu từ đối tượng rầy phấn trắng nè. Chúng ta nên tự tin ứng dụng cái bộ đôi giải pháp, thứ nhất là cái Medino kết hợp với cái thấm sâu 30 giây. Và bà con mình đừng quên là bổ sung thêm cái dinh dưỡng để cho cây lúa mình phục hồi trong những cái điều kiện cần thiết nha. Kính chúc quý bà con mình sẽ quản lý tốt hai cái đối tượng này trên cái ruộng lúa của mình để đạt được một cái vụ mùa thành công. Chuyện mùa Valentine trên ruộng lúa năm nay thật sự thú vị, vì bên cạnh những kiểu bắt cặp công khai ra mặt như rầy phấn, đốm nâu thì vẫn còn đó những khoảng trời yêu đương lặng lẽ, âm thầm ít ai biết, như chuyện nhận vé và thối bẻ lá cờ chẳng hạn. Cặp đôi này khi nhắc đến chắc ai cũng bất ngờ, vì mấy khi ruộng lúa đồng xuân lại nghĩ đến nhận vé, rồi thêm cái bệnh thối bẻ lá cờ rải rác không ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Ấy thế mà chuyện tình cảm của chúng lại hay lạ lắm mà ngang. Nàng là thục nữ con nhà gia giáo, suốt ngày chui rút trong bẻ lúa kính cổng cao tường. Chàng là thanh niên ngoại quốc có tên là Saro Gladium. Cả hai lựa lúc nhà nông bận rộn việc bón đồng, nuôi đồng, rồi lén lút hẹn hò. Kết quả là phần bẻ lúa hư hại từ bên trong lẫn bên ngoài. Cặp đôi nhận vé thối bẻ rất tinh vi, chúng hẹn nhau trong bẻ lúa nhưng lại đánh lạc hướng nhà nông bằng cách tạo thiệt hại trên bông. Nhìn những khúc bông bị hư hại, bà con mình cứ ngỡ tác nhân đến từ thời tiết. Từ đó chúng tự do yêu đương đến phút cuối cùng của vụ mùa mà chẳng ai để ý tới. Kính thưa quý nhà nông, kính thưa quý khán giả thân mến, thì trước khi bắt đầu cái phần nhận định của mình về những cái cặp đôi dịch hại trên ruộng lúa, thì Hoàng Vũ cũng nhân ngày lễ tình nhân chúc cho quý anh, quý chú, quý cô, quý chị chúng ta có một cái ngày thiệt là ý nghĩa, thật là hạnh phúc các bà con ha. Vâng, và đối với Tú Liêm, đối với Trọng Hiếu thì nhìn nhận những cặp đôi dịch hại thì Hoàng Vũ thấy là có vẻ là dễ dàng và đã được bà con chúng ta chấp nhận rồi. Còn Hoàng Vũ thì mình dòm nó ở một cái khía cạnh nó bí mật chút xíu, nó lén la lén lút chút xíu các bà con ha. Thì Hoàng Vũ có một cái cặp đôi, đó là con nhện vé và cái bệnh thối bẻ lá cờ bà con. Thì đông xuân mà mình nói đến nhện vé thì chắc cũng không ai để ý, và nếu có thì cũng không ai quan tâm bà con. Và thêm cái bệnh thối bẻ lá cờ nữa thì nó đã rất là lâu rồi nó mới trở lại, nó tấn công trên lúa cao sản của chúng ta. Và hiện nay thì quý anh quý chú mình nhìn ở ngoài ruộng thực chất cũng chưa biết nó là bệnh gì nữa, tại vì qua những cái tấm hình mà bà con chúng ta gửi về, Hoàng Vũ cảm nhận được là đối với bà con thì cái này nó còn mới với bà con ha. Và tại sao là Hoàng Vũ lại ghép nó vào chung một đôi, thì thực tế nó có trên ruộng lúa đó bà con. Con nhện vé nó sẽ tấn công vào cái phần bẻ bà con ha, mặc dù mặt số ở vụ đông xuân nó rất là thấp nhưng mà nó vẫn đủ để nó làm cho cái phần bẹ bị tổn thương. Từ đó thì cái con nấm nó có tên là Saro Gladium bà con, và nó sẽ theo cái vết thương đó nó sẽ phát triển và nó hình thành một cái vết bệnh ngay cái phần bẹ bà con. Và tại sao nó lại gây khó cho chúng ta, tại sao chúng ta lại khó phát hiện cái sự kết hợp của cặp đôi này, tại vì cái phần mà để bà con chúng ta thấy thiệt hại nó lại nằm ở trên cái bông, coi như là nó khô một khúc ứng với cái phần bẹ bị nám bên dưới bà con. Thì Hoàng Vũ mới dùng cái từ là nó yêu nhau với một cách rất là tinh vi các bà con ha. Vâng, và vừa thông tin cho bà con một cái cặp đôi mới chớm nở trên ruộng lúa, và cũng thêm một cái cách để chúng ta quản lý, thì mình nên bắt đầu từ cái nấm bệnh bà con. Tại vụ đông xuân mà khuyến cáo bà con mình phun nhện vé chắc cũng không ai phun đâu. Bà con mình dùng cái thuốc trừ nấm á, bà con mình sẽ phun ở giai đoạn chỗ lẹt xẹt nè. Hoặc kỹ hơn nữa thì cái giai đoạn mà nuôi đồng nữa bà con, hai cử thôi thì bà con mình sẽ quản lý được cái nấm gây ra cái bệnh thối bẹ. Từ đó thì mình sẽ trả lại một cái bông lúa thiệt là hoàn chỉnh, thiệt là sáng đẹp đó bà con ha. Vâng, thì đó là cái phần nhìn nhận của Hoàng Vũ, hy vọng sẽ mở ra cho bà con mình một số thông tin thú vị về cái cặp đôi dịch hại này, cũng như có được cái cách quản lý trong thời gian tới nếu mà nó bùng phát lên thành dịch.
Bà con thân mến, bên cạnh những cặp đôi luôn đồng hành tàn phá ruộng lúa thì chúng ta không thể nào bỏ qua những bộ đôi giải pháp đến từ công ty Áp Phát Nông đã luôn đồng hành với bà con mình trong suốt thời gian qua. Và nhân dịp ngày lễ Valentine thì chúng ta hãy cùng điểm qua sự hạnh phúc của các cặp đôi này khi đã cùng với bà con mình để tạo nên những vụ mùa thắng lợi nhé. Nhắc lại khoảng ngày đầu vụ đông xuân năm nay thì chắc hẳn bà con mình sẽ nhớ ngay cảnh gieo xạ gặp mưa kết hợp triều cường khiến cây lúa ngập sâu. Ngày rút nước, cây lúa ốm nhom, eo ọt nằm ngã rạp, tuyến cảnh cây lúa thiếu chồi, thưa bông, năng suất thấp chiếm toàn bộ suy nghĩ của nhà nông lúc đấy. Nhiều người chán nản đã nghĩ đến chuyện chấp nhận, còn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, vì chưa kịp nghĩ ra cách thúc đũa chồi hữu hiệu cho ruộng lúa. Để rồi khoảnh khắc cặp đôi Irigon 620 và trụ thép cải tiến ra đời đã mang đến giải pháp hữu hiệu giúp cải thiện tình trạng ruộng lúa. Mỗi khi bộ đôi này lướt qua cánh đồng, liên tạo ra hiệu ứng tích cực giúp cây lúa cứng cáp, ra rễ mạnh, tăng lượng chồi hữu hiệu đến mức tối đa. Qua đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Irigon 620 và trụ thép cải tiến được nhà nông phong tặng là bộ đôi kiến tạo năng suất. Với ai đã từng sử dụng chắc chắn sẽ yêu thích bộ đôi này ở khía cạnh tiết kiệm phân bón và thuốc trừ bệnh, từ đó mang đến những vụ mùa thắng lợi về năng suất và cả lợi nhuận ngàn ngang. Dạ bà con thân mến, thì để nói về một cái cặp đôi mà Trọng Hiếu nhớ nhất trong quá trình chuyển giao kỹ thuật trong vụ đông xuân vừa rồi thì chắc chắn đó chính là trụ thép cải tiến và Irigon 620. Thì cái cặp đôi này được nhiều quý anh chú mình đặt cho một cái tên khá là hay, đó chính là bộ đôi kiến thiết. Tại vì sao? Tại vì khi mà bà con mình ứng dụng á, thì thấy nó sẽ giúp cho ruộng lúa của mình tăng số chồi hữu hiệu nè, ra rễ nhiều, rồi giúp cho cây cứng cáp bởi cái cơ chế trong cái trụ thép cải tiến. Tuy nhiên thì đối với Trọng Hiếu thì Trọng Hiếu lại hay gọi và nói vui với quý anh chú mình đây là một cái bộ đôi ngoại quốc. Tại vì cái xuất xứ của nó hoàn toàn từ nước ngoài bà con. Thứ nhất là cái Irigon 620 thì được xuất xứ 100% từ Đức nè. Rồi còn trụ thép cải tiến là của Singapore. Vì vậy thì Trọng Hiếu đặt cho nó một cái tên như vậy. Thì mặc dù là nó có cái tên như thế nào giống của anh chú mình hay là theo cái cách của Trọng Hiếu thì nó đều mang lại cho mình những cái lợi ích cụ thể. Và hy vọng quý bà con mình sẽ tác hợp cho hai cái giải pháp này với nhau trong cái quá trình canh tác để tạo ra được những cái vụ mùa đạt năng suất cao nè. Không chỉ riêng ngày lễ tình nhân mà những dịp như Noel, Tết Tây, Tết Ta là những dịp mà người người nhà nhà dành cho nhau những khoảnh khắc riêng tư, lãng mạn, lắm lúc lại bỏ quên cây lúa ngoài đồng. Nhớ đợt gió bớt cuối năm hay tiết tiểu hàng đại hàng đầu năm mới, ruộng lúa khi đó bị sốc lạnh vàng chớp lá, bỏ đầu rễ đều khắp cánh đồng. Nhà nông ăn lễ Tết xong, quay qua phát hoảng, sợ cây lúa đồng trổ bị ảnh hưởng quá trình tạo bông, tạo hạt. Khoảnh khắc nhà nông suy nghĩ đến các vấn đề cải thiện tình hình cũng là lúc bộ đôi Nano Kẽm 700 và Supercat được bén duyên từ đó. Sự kết hợp độc đáo này mang đến những gam màu xanh bóng cho ruộng lúa, giúp cây lúa khỏe từ bên trong, tiếp sức cho quá trình hình thành đồng đồng được diễn ra thuận lợi. Để ghi nhận sự phối hợp ăn ý, quý nhà nông đã đặt tên cho giải pháp Nano Kẽm Supercat là bộ đôi chống sốc kích kháng bệnh và được bà con mình ứng dụng luôn ở giai đoạn trổ chính là ngang. Bà con thân mến, lâu lâu có một cái phát biểu của bà con, nó mang âm hưởng tình yêu thì Hoàng Vũ lại nhớ đến những cái kỷ niệm, những cái gắn bó bà con ha. Thì trong suốt cái vụ đông xuân năm nay, cái thời điểm mà không khí lạnh tăng cường đó bà con, và bà con chúng ta gửi hàng loạt những tấm hình về là cây lúa chúng ta bị sốc lạnh, cháy chớp nè. Và mình lại nhớ ngay đến cái bộ đôi được chính bà con chúng ta gán ghép cho, đó chính là Nano Kẽm 700 và Supercat đó bà con ha. Và cái tên của cái bộ đôi này được bà con mình đặt đó là bộ đôi chống sốc và kích kháng bệnh. Bà con thân mến, thì cái kỷ niệm của bộ đôi này đối với cái ruộng lúa đông xuân đó bà con, thì nó sẽ giúp cho cây lúa của chúng ta chống sốc lạnh bằng cơ chế điều hòa sinh trưởng và bằng cơ chế của cái vi chất kẽm đó bà con ha. Thì nó giúp cho cây lúa chúng ta khỏe từ bên ngoài và khỏe từ bên trong. Nó sẽ mang đến một cái giai đoạn làm đồng thật là ổn định để cho việc hình thành cái bông nè, cái hạt nó được diễn ra trong điều kiện thuận lợi nhất. Và nó tạo tiền đề rất là tốt đẹp. Khi lúa chúng ta trổ ra thì bông nó sáng bà con ha. Nó hạn chế tối đa cái hiện tượng lép trắng và lép xanh. Và Hoàng Vũ thiết nghĩ là không chỉ trong vụ đông xuân mình có thể ứng dụng được, và trong tất cả các vụ mùa thì bà con mình cũng có thể ứng dụng cái bộ đôi chống sốc và kích kháng bệnh này. Ví dụ như trong vụ hè thu đó bà con, có những khoảng ngày nắng gắt bà con ha, cũng như ở trong vụ thu đông thì có những khoảng mưa dầm, thì nó cũng là những cái điều kiện mà làm cho cây lúa của chúng ta bị sốc. Vâng, xin chúc cho cái bộ đôi Nano Kẽm Supercat luôn luôn có được cái sự tin yêu của bà con
và đồng hành của bà con trong suốt những cái vụ mùa, mang đến những cái khoản năng suất cao và cái phẩm chất tốt cho cái hạt lúa của chúng ta. Nói đến bộ đôi cuối cùng của ngày hôm nay, phải nhắc đến là những khoảng ngày lúa trổ gặp mưa trái mùa, nhiễm đủ thứ bệnh. Thương lái đặt cọc giá cao, nhưng nhà nông lại lo lắng lúa không trúng đậm. Bà con mình muốn cải thiện năng suất, nhưng chưa tìm ra hướng đầu tư phù hợp. Có người muốn rải thêm phân trước hạt, nhưng sợ lúa bệnh lại thất hơn. Có nhà lại muốn phun xịt kích thích, nhưng ngại mưa gió bất chợt làm hạt lúa lên mọng trên bông. Nghĩ qua hết một lượt, các nhà nông đã làm may bắt mối cho cặp đôi Nanoca cộng và Gaba sữa đến với nhau ở những lần phun cuối, rồi từ đó tìm ra chìa khóa tăng năng suất một cách cực kỳ khoa học. Trọng lượng hạt là yếu tố cuối cùng trong các thành tố tạo năng suất, và muốn làm được điều này thì Gaba sữa sẽ đóng vai trò là người phụ nữ chuyên nghề may vá, tạo ra một chiếc túi đựng to hơn bình thường. Nanoca cộng sẽ là người đàn ông cần mẫn vận chuyển các chất dự trữ lấp đầy chiếc túi lớn. Từ đó hạt gạo bên trong sẽ được no mẩy, với phần vỏ trấu bên ngoài được tăng kích cỡ tối đa, mang đến cho nhà nông những bao lúa nặng trịch cùng với những nụ cười rạng rỡ ngày thu hoạch. Nanoca cộng và Gaba sữa thiệt đúng là một cặp đôi hoàn hảo được chào đón hiện nay à nghe. Thưa quý cô quý chị thân mến, và khi nhắc đến người con gái mà khi mà yêu thì chúng ta sẽ nhớ đến những cái câu chuyện mà gần nhất, và khi mà nhắc đến cái tình yêu trên ruộng lúa mà vào cái cử cuối thì Tú Liêm lại nhớ đến ngay cái cặp đôi đó, chính là chế phẩm Gaba sữa và Nanoca cộng. Và Gaba sữa nó sẽ đóng một cái vai trò, đó chính là giống như là một cái người may bao lúa, thì nó sẽ giúp cho cái vỏ trấu của chúng ta tăng kích cỡ tối đa. Và cái chế phẩm Nanoca cộng nó sẽ thúc đẩy cái sự vào gạo, giúp cho cái tinh bột được vào gạo no đầy hơn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng cái chế phẩm này á, thì nó sẽ tăng cả về trọng lượng nè, và cả về chất lượng hạt nữa. Và khi mà bà con mình mua về để chà gạo thì rất là đặn gạo. Riêng với cái việc mà chúng ta sản xuất lúa giống, khi mà chúng ta sử dụng cái chế phẩm này vào cử cuối thì sẽ giúp cho những cái mẻ giống của chúng ta được tốt đẹp hơn, và cái mầm giống của chúng ta vào vụ sau nó sẽ lên một cách là phát triển rất là tốt. Kính thưa quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại đoạn phóng sự về ngày lễ tình nhân, phiên bản cặp đôi trên lúa. Qua đó thì chúng ta cũng thấy được mối liên hệ giữa đạo ôn, vi khuẩn, rầy phấn trắng, đốm nâu, và cuối cùng đó chính là nhện ghé và bệnh thối bệ lá cờ. Kế đó là những giải pháp quản lý hiệu quả. Và bên cạnh đó thì chúng ta không thể nào bỏ qua những giải pháp đến từ công ty Amphát Nông, ví dụ như là Arigon trụ thép, Supercap nano kẽm, Gaba sữa và Nanoca cộng nhé. Bà con thân mến, thì Trọng Hiếu thiết nghĩ mỗi chúng ta đều có một nửa riêng của mình. Bà con mình còn chần chờ gì nữa, hãy ngay bây giờ mình gửi những lời chúc tốt đẹp, những lời yêu thương dành cho những người yêu quý trong gia đình của mình trong ngày lễ đặc biệt này nha. Vâng, và cuối lời thì Tú Liêm xin thay mặt cho ba biên tập kính chúc quý khán giả của nhà nông chúng ta sẽ có những giây phút hạnh phúc trong dịp Valentine. Cuối lời thì Tú Liêm và Trọng Hiếu xin kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.